Welcome to my English class. Blended by the teacher Nguyễn Thanh Thủy on BNN channel. Please like, share and subscribe for the next lesson. Chào mừng các bạn đến với lớp tiếng Anh của cô Thủy nhé. Are you ready? English grammar. Used to. Used to infinitive and be or get used to gerund. Hôm nay cô Thủy tiếp tục hướng dẫn cho các bạn phần ngữ pháp tiếng Anh, các cấu trúc liên quan tới used to. Chúng ta có cấu trúc used to đi với động từ nguyên mẫu với nghĩa là đã từng. Be used to đi với verb in, quen với. Get used to the verb in, trở nên quen với. Sau đây các bạn sẽ tìm hiểu kỹ chi tiết hơn nhé. How to read used to. Now listen carefully. Use, 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 used, used, used. Used to, used to, used to. Didn't use to, didn't use to, didn't use to. Khi ta dùng used vừa chỉ làm động từ mang nghĩa sử dụng, chúng ta thấy có phần đuôi đọc lên sẽ có cái âm Use, z. used, Ở quá khứ ta sẽ thấy z. used. Used. Nhưng ở cấu trúc này thì ta thấy cái âm này không bị cản nữa, trở thành âm gió. Used to, used to, Stu, used to. didn't use to, didn't use to. Yeah, didn't used to. Number one, subtract used to verb infinitive. Ở cấu trúc này, cấu trúc thứ nhất chúng ta sẽ sử dụng chủ từ đi với used to và đằng sau là một động từ nguyên mẫu. Something happened regularly or went on for a time in the past, but now no longer to do so. Dùng để đối chiếu quá khứ với hiện tại. Diễn tả một điều gì đó từng có trong quá khứ và bây giờ không có nữa. Hoặc một hành động thường làm trong quá khứ mà nay không làm nữa. Và chúng ta thường dịch với có nghĩa là đã từng. Tức là đã từng làm gì trong quá khứ, bây giờ không làm. Đã từng không làm gì trong quá khứ, bây giờ làm. Để đối chiếu quá khứ với hiện tại. Positive statement, có thể khẳng định. Used. Subject DV used to và verb infinitive. We used to play that game when we were younger. Chúng tôi đã từng chơi cái trò chơi đó khi chúng tôi trẻ hơn. That is the house where Mary used to live. Đó là căn nhà nơi mà Mary đã từng sống. When you were a baby, you used to cry all day and all night. Khi con còn là một cậu bé, một đứa bé, con đã từng khóc suốt ngày suốt đêm. There used to be a building here, but they knocked it down. Đã từng có một cái tòa nhà ở đây nhưng mà họ đã phá đổ nó rồi. I used to like eating ice cream, but I never eat it now. Tôi đã từng thích ăn kem nhưng bây giờ tôi không bao giờ ăn nữa. Negative statement ở thể phủ định chúng ta sử dụng subtract, didn't và use để dạng nguyên mẫu to infinitive. Subtract didn't use ở dạng nguyên mẫu và đằng sau là verb nguyên mẫu. We didn't used to have computers. Chúng ta đã từng không có máy vi tính. When they were younger, they didn't used to travel a lot. Khi họ trẻ hơn thì họ không có từng đi du lịch nhiều. Bob didn't used to work hard, but he does now. Bob đã từng không có làm việc chăm chỉ, nhưng bây giờ anh ta chăm chỉ. I didn't used to spend hours watching TV when I was a student.
Khi tôi còn là học sinh ấy thì tôi không có dành nhiều thời gian xem TV. We can also use never for the negative. Chúng ta có thể sử dụng từ never trong cái thể phủ định. There never used to be so much crime. À, đã từng không có nhiều tội phạm như bây giờ. Yes, no question, thể nghi vấn. Ở thể nghi vấn chúng ta sẽ sử dụng did, đưa lên làm trợ động từ trong câu hỏi, trong yes, no question. Subject, use để nguyên mẫu to verb infinitive. Và câu trả lời yes, subject did or no, subject didn't. Did you used to climb the apple tree in the garden? Yes, I did. Bạn có từng leo cái cây táo ở trong vườn không? Có chứ. Did they used to live in London? No, they didn't. They never used to live there. Họ có từng sống ở London không? Không. Họ chưa từng sống ở đó. Question. Ở dạng question, ta sẽ sử dụng W question. Chúng ta sử dụng W question. What did people used to do before they had a television? People used to play games together. Người ta trước khi có TV thì người ta đã từng làm những gì? Họ đã từng chơi game cùng với nhau. Where did you used to live when you were abroad? I used to live in New York, the USA. À, khi bạn đi ra nước ngoài thì bạn đã từng sống ở đâu? Tôi đã được sống ở New York, nước Mỹ. Như vậy, ở cấu trúc thứ nhất là used to đi với động từ nguyên mẫu thì chúng ta dùng với nghĩa là đã từng làm gì đó ở trong quá khứ để so sánh quá khứ với hiện tại. Number two, subject be used to, verb in or noun. Ở cấu trúc thứ hai chúng ta sử dụng used to với to be. Và vì có be và be sẽ chia theo các thì, chia theo các thì khác nhau và phía sau nó sẽ là một verb in, gerund cho là động danh từ hoặc là một cụm danh từ. Something is family and is no longer strength. Dùng để nói là đã quen hoặc là có thói quen làm gì. Nghĩa là bạn từng làm một việc gì đó rất nhiều lần hoặc đã có kinh nghiệm với việc đó rồi. Vì vậy nó không còn lạ lẫm, không mới lạ hay khó khăn gì với bạn nữa. Tức là khi các bạn làm một việc gì đó làm nhiều, nó thành một thói quen, thì chúng ta sẽ dùng used to, be used to, verb in, or now. Và ta dịch là quen với. Positive statement ở thể khẳng định. Subject be used to, gerund or now. I am used to getting up early in the morning. I do it every day. Tôi đã quen với cái việc dậy sớm vào buổi sáng. Tôi làm điều đó mỗi ngày. Sarah is used to working late at the office. Sarah đã quen với việc làm việc trễ ở văn phòng. He didn't complain about the noise next door. He was used to it. Anh ta đã không còn phàn nàn về cái tiếng ồn ở của hàng xóm nữa. Anh ta đã quen với điều đó. Negative statement ở thể phủ định. Ở thể phủ định ta sẽ sử dụng be làm trợ động từ luôn và cho ta thêm not đi kèm. Và nó sẽ chia theo các thì. He isn't used to the new system in the factory yet. Anh ta chưa quen với cái hệ thống điều mới của nhà máy. I wasn't used to wearing glasses. It seemed very strange at first. Tôi đã không quen, tôi đã từng không tôi đã không quen với cái việc đeo kính. Đầu nó rất là khó chịu, nó rất là lạ. Most visitors to Britain aren't used to driving on the left. À, các bạn lưu ý cho cô từ này. Từ này anh Mỹ sẽ đọc aren't. Anh sẽ đọc aren't. Cái âm nó hơi khác nhau một chút. Phần lớn khách tới người tới thăm Britain, tới nước Anh ấy thì không không quen với việc lái xe bên trái. Yes, no question. Yes, no question. Ta sẽ đảo be lên đằng trước để làm trợ động từ trong dạng yes, no question. Are you used to driving on the left in Britain? Yes, I am. Bạn đã quen với việc lái xe bên trái ở Anh chưa? Cô quen rồi. Is he used to getting up early in the morning? No, he isn't. He often feels asleep. Anh ta đã quen với việc dậy sớm vào buổi sáng chưa? Chưa đâu, anh ta thì vẫn thường cảm thấy buồn ngủ. Ở cấu trúc thứ ba chúng ta sẽ sử dụng get vào vị trí của be và subject get used to
gerund or noun. Chúng ta dùng get khi chúng ta nói tới to talk about things becoming more familiar. Dùng để nói là trở nên quen, nghĩa là bạn đang trở nên quen với việc gì đó. Đây là một cái quá trình của một cái việc mà dần dần trở nên quen với việc gì đó. Ví dụ bạn đang tập, khi bạn đến Anh thì bạn phải làm quen với cái việc mà lái xe bên trái. Và khi mà mình đang trong quá trình mình trở nên quen đó thì mình sẽ dùng get. Còn khi nó trở thành một cái quen rồi, thói quen rồi thì các bạn sẽ dùng be. Và ta sẽ dịch là trở nên quen với. Positive statement. Positive statement ta sẽ chia get ở nhiều cái thì khác nhau. I got used to getting up early in the morning. Tôi trở nên quen với việc dậy sớm. Tôi chưa quen hẳn nhưng tôi đang dần quen với cái việc dậy sớm. After a while, he didn't mind the noise in the office. He got used to it. Sau một lát thì anh ta không quan tâm tới tiếng ồn ở văn phòng nữa. Anh ta đã trở nên quen với điều đó. After her husband died, the old woman had to get used to living her own. Sau cái chết của chồng mình, bà lão đã phải trở nên quen với việc sống một mình. Negative statement ở thể phủ định. Ở thể phủ định ta sẽ sử dụng các trợ động từ tùy thuộc vào các thì khác nhau. Ví dụ như hiện tại đơn sẽ là John doesn't, hoặc là quá khứ đơn sẽ là didn't. Đó, nhiều thì khác nhau. My doesn't get used to working at night. My chưa trở nên quen với việc làm việc vào ban đêm. We couldn't get used to the noisy neighborhood, so we moved. Chúng tôi không thể trở nên quen với cái khu vực ồn ào này. Vì vậy chúng tôi đã phải chuyển đi. Yes, no question, thẻ nghi vấn. Thẻ nghi vấn ta đảo trợ động từ lên đằng trước và ta sử dụng trợ động từ theo từng thì. Chẳng hạn như hiện tại đơn sẽ là do, does, quá khứ đơn sẽ là did. Ở đây cô sẽ sử dụng hiện tại hoàn thành. Thì trợ động từ sẽ là have. Have your friends gotten used to their new boss? Yes, they have. Chúng ta lưu ý gotten. Đối với anh và anh Mỹ ta sẽ có thể dùng got. Bạn của bạn đã quen với, đã trở nên quen với cái ông chủ mới chưa? Có rồi, họ quen rồi. Has Tom get used to drink on the left yet? No, he hasn't. Tom đã trở nên quen với việc lái xe bên trái chưa? Chưa đâu. Và chúng ta trong bài học này ta lưu ý lại có ba cấu trúc câu. Cấu trúc thứ nhất là used to đi với verb one để so sánh những gì chúng ta đã từng làm trong quá khứ và chúng ta không làm hiện tại. So sánh quá khứ với hiện tại. Cấu trúc thứ hai là be used to verb in hoặc là now thì chúng ta dùng để nói là quen với cái gì, quen với việc gì. Và cấu trúc thứ ba là get used to verb in và now thì chúng ta dùng để nói là trở nên trong cái quá trình mình nói cái quá trình là mình trở nên quen với việc gì đó. Thank you very much for your attention. Please like, share and subscribe for the next lesson. Goodbye.